Quỹ Arsen và Toyota Vios đã nhiều năm liền thống trị trong phân khúc xe sedan hạng B ở tại thị trường Việt Nam. Một chiếc xe với rất nhiều những công nghệ và tiện ích, phong cách thiết kế hiện đại, vận hành trẻ trung, phù hợp với những người trẻ. Còn lại một chiếc xe thì thực dụng hơn, có thiết kế đơn giản hơn so với đối thủ, vận hành êm ái, điềm đạm và dĩ nhiên là phù hợp với những người có tuổi rồi. Đó là hai trường phái hoàn toàn khác biệt nhau, và để lựa chọn được chính xác những thứ các bạn cần thì nó cũng không hề dễ dàng một chút nào. Cá nhân tôi cho rằng đây sẽ là một trong những chủ đề mà sẽ có rất nhiều những người quan tâm. Lý do là bởi vì để lựa chọn một chiếc xe nghĩ tôi biết các bạn cũng cần phải tìm hiểu rất kỹ càng và thường xuyên đặt ra cho mình những câu hỏi. Và đôi khi chuẩn bị xuống tiền rồi nhưng chúng ta lại cảm thấy rất đắn đo với những sự lựa chọn của bản thân mình. Chính vì vậy mà video này không dành cho những fan cuồng luôn luôn thần thánh hóa một trong hai chiếc xe kể trên. Bởi vì sau khi nghe video này các bạn sẽ chỉ càng cảm thấy ngứa tiết mà thôi. Video này không quảng cáo, không dìm hàng, với mục đích tối thượng là đem tới cho quý vị các bạn những nguồn thông tin hữu ích nhất về hai mẫu xe này. Đừng quên bấm like và đăng ký theo dõi kênh nếu như thấy video này có nhiều thông tin hữu ích nhé. Còn bây giờ, thưởng thức và cùng nhau uống trà nào. Đầu tiên tôi sẽ nói về mức giá dao động và số lượng các phiên bản của hai mẫu xe này. Thì đối với Hyundai Accent 2021 đang được phân phối tổng cộng với 4 phiên bản ở tại thị trường Việt Nam, dao động với mức giá từ 426 tới 542 triệu đồng. Còn đối với Toyota Vios 2021 thì có tổng cộng là 6 phiên bản với mức giá bán thấp nhất từ 478 tới 630 triệu đồng. Tuy nhiên mình xin lưu ý với các bạn là mình sẽ chỉ giới hạn đi phân tích đến phiên bản Vios rồi CVT mà thôi. Còn đối với phiên bản Vios GRS thì được độ thêm, không phải là con át chủ lực, chính vì vậy mà mình sẽ bỏ qua. Nếu xét về mức giá bình quân so sánh trên từng phiên bản của hai mẫu xe này thì các bạn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, các bạn cũng có thể nhận ra được rằng là Hyundai Accent đang chiếm ưu thế hơn vì có một cái mức giá bán cạnh tranh hơn so với Toyota Vios. Còn đối với mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản thì mặc dù có một cái mức giá bán trên từng phiên bản cao hơn so với Hyundai Accent, nhưng mẫu xe này lại có nhiều phiên bản hơn so với đối thủ. Điều này sẽ cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn hơn. Đặc biệt đối với những khách hàng mua xe về để kinh doanh vận tải, các bạn sẽ có cả phiên bản số sàn 3 túi khí và 7 túi khí với những trang bị khác nhau và giá bán phù hợp với từng điều kiện sử dụng. Trước tiên để đi vào so sánh về phong cách thiết kế và những cái trang bị thay đổi ở phần phía bên ngoài ngoại thất của hai mẫu xe này thì mình xin chia sẻ với các bạn rằng là mình sẽ chỉ đi sâu vào so sánh giữa hai phiên bản, đó là Hyundai Accent 1.4 lít đặc biệt có mức giá bán cao nhất là 542 triệu đồng. Tương tự với đối thủ bên kia chiến tuyến, đó là Toyota Vios 2021 phiên bản GCVT có mức giá bán là 581 triệu đồng. Lý do hai mẫu xe này được đem ra để so sánh là bởi vì đều là những con át chủ bài của Hyundai và Toyota. Chính vì vậy mà mình xin đưa ra những bình luận dựa trên những căn cứ cơ sở và những lần mà mình đã từng trải nghiệm hai mẫu xe này như sau. Để đánh giá vẻ đẹp của một con người, đồ vật hay thậm chí là một tư tưởng thì mình cho rằng nó đều xuất phát từ cảm quan của mỗi người. Chính vì vậy mà mình xin phép không chia sẻ những ý kiến bình luận cá nhân của hai mẫu xe trên, nhưng mình sẽ đưa ra những ý kiến riêng về phong cách thiết kế của từng mẫu xe giúp cho các bạn có thể hiểu được xem nó phù hợp với những đối tượng khách hàng nào. Hyundai Accent hay Vios 2021 hiện nay đều là những phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Chính vì vậy mà để có những cái sự thay đổi mạnh mẽ như Honda City, bao gồm từ vận hành, hệ khung gầm hay thiết kế hoàn toàn mới thì gần như là không có. Dẫu vậy thì mình đánh giá mẫu xe đến từ Hàn Quốc cao hơn Vios 2021 ở khâu tân trang lại sản phẩm của mình. Chúng ta sẽ có những điểm thay đổi ở phần phía bên ngoài ngoại thất như là mặt ca lăng cản ba đợt sốc phía đằng trước, hốc hút gió giả phía đằng trước đi kèm với đèn sương mù dạng halogen projector. Trong khi đó thì đối thủ vẫn chỉ sử dụng dạng halogen thông thường mà thôi. Hệ thống đèn chiếu sáng la răng xe kích cỡ 16 inch lớn hơn so với đối thủ khoảng 1 inch. Cản ba đợt sốc phía đằng sau rồi đèn hậu cũng đều có những cái thiết kế mới. Trong khi đó thì Toyota Vios cũng có những sự thay đổi tương tự với người đồng cấp là Hyundai Accent 2021 với một số những chi tiết ở phần đầu và phần thân xe. Tuy nhiên phần đuôi lại vẫn được giữ nguyên và không có những sự thay đổi nào so với phiên bản cũ cả.
Tổng quan kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hai mẫu xe này thì mình đều đánh giá là xem nhau, cũng không có những cái gì đáng bàn cả. Nhưng về phần chiều dài, trục cơ sở của Hyundai Accent thì vẫn đang chiếm ưu thế hơn với 2600mm. Trong khi đó đối thủ Toyota Vios chỉ sở hữu với con số là 2550mm mà thôi. Nhìn hơn khoảng 50mm cũng là một trong những yếu tố quyết định khá nhiều đến không gian nội thất bên trong khoang cabin xe. Nhưng đó chỉ là những con số ở trên giấy tờ thôi, còn sau khi đã trải nghiệm thực tế thì cá nhân mình cho rằng Toyota Vios đều có một cái không gian ghế ngồi phía trước, phía sau được tối ưu hóa và rộng rãi hơn đối thủ rất là nhiều. Về phần trang bị thì cả hai mẫu xe này đều được trang bị những tính năng đáng chú ý như sau: gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm, tay nắm cửa có nút bấm mở khóa thông minh tiện lợi. Ở phần ngoại thất thì mình kết luận rằng là Hyundai Accent giành chiến thắng trước Toyota Vios 2021 về mặt nâng cấp và thay đổi giao diện ở phần phía bên ngoài. Còn nếu để bình xét về yếu tố phù hợp đối với những đối tượng khách hàng nào thì mình cho rằng là mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc xứng đáng phù hợp với những ai có độ tuổi từ 40 tới 45 tuổi đổ xuống. Còn đối với Toyota Vios 2021 thì mình nghĩ rằng là những cái sự thay đổi tích cực ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe nó cũng rất là phù hợp với những khách hàng có độ tuổi dưới 45 đổ xuống. Tuy nhiên thì nếu như để so sánh với Hyundai Accent hay là Honda City về mức độ trẻ trung thì rõ ràng một điều là Vios vẫn được coi là một trong những chiếc xe có thiết kế khá là trung tuổi. Chính vì vậy mà mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản được cho là sẽ phù hợp với những khách hàng có độ tuổi trên 45-50 thì hơn. Ở bên trong nội thất của hai mẫu xe này thì các bạn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, chúng ta cũng có thể nhận ra được ngay những sự thay đổi rõ rệt bên trên Hyundai Accent 2021. Còn riêng đối với nội thất của Toyota Vios thì lại có cái cảm giác khá là hụt hẫng vì không có bất cứ những cái sự thay đổi tích cực nào cả. Nếu như Hyundai Accent đã có một cái thiết kế mới ở phía bên trên mặt tablo xe với màn hình hiển thị tốc độ dạng điện tử, màn hình trung tâm giải trí kích cỡ 8 inch được đặt nhô ra ngoài, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto tích hợp với hệ thống dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, thì Toyota Vios lại vẫn giữ nguyên những cái thiết kế cũ bao gồm màn hình tablo sử dụng dạng analog bán điện tử, màn hình trung tâm giải trí 7 inch được đặt chìm vào bên trong tablo xe. Bên cạnh đó, các cửa gió điều hòa của Hyundai Accent cũng được thiết kế trông nó tinh tế hơn so với thủ. Ngoài ra thì mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc còn được trang bị thêm cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Còn đối với Toyota Vios 2021 thì quả thật là đáng tiếc vì chưa được trang bị phần chi tiết hữu dụng như thế này. Ngoài ra thì Hyundai Accent còn có thêm một số các chức năng tiện ích mà Toyota Vios 2021 chưa hề được nâng cấp, như là cửa sổ trời khởi động động cơ bằng chìa khóa từ xa, ngăn làm mát đồ uống phía bên trong khoang cabin xe. Trong khi đó thì Toyota Vios chỉ nhỉnh hơn so với đối thủ khi có thêm phần chi tiết bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai mà thôi. Còn lại hai mẫu xe này đều được trang bị những tính năng cơ bản như là điều hòa tự động, set ga tốc độ cruise control, đàm thoại rảnh tay, chỉnh âm lượng trên vô lăng hay là ghế ngồi bằng vật liệu da, gương chống gió tự động, vân vân và vân vân. Xét đến phần tối ưu không gian bên trong khoang cabin xe thì mặc dù Hyundai Accent có cái phần trục cơ sở lớn hơn so với đối thủ khoảng 50mm, nhưng theo như mình cảm nhận khi ngồi hàng ghế trước sau của Toyota Vios thì mình cảm thấy được rằng là cái không gian bên trong của mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản rộng rãi và thoáng hơn so với đối thủ. Ngồi vị trí ghế lái của Vios thì tầm nhìn nó cũng thông thoáng và dễ quan sát hơn so với Hyundai Accent rất là nhiều, bởi vì phía bên chân trần của xe được nới rộng ra. Bên cạnh đó thì phần cột chữ A hai bên cũng được bố trí khá là khoải phía đằng trước, suy ra Vios sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn so với đối thủ. Ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng vậy, Toyota Vios có một cái mặt sàn khá là phẳng nên người ngồi ở cả ba vị trí đều cảm thấy khá là dễ chịu. Đặc biệt là người ngồi ở vị trí giữa cũng có thể là duỗi chân khá là thoải mái giống như người ngồi hai bên. Hơn nữa với việc sở hữu thêm bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai thì mình cũng đánh giá rất cao cái phần chi tiết này của Vios. Đối với những trang bị an toàn của hai mẫu xe này thì mình cho rằng là xem nhau, riêng chỉ có Toyota Vios là nhỉnh hơn so với đối thủ ở phần số lượng cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau. Trong khi đó thì đối thủ là Hyundai Accent chỉ có cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau mà thôi. Bên cạnh đó Toyota Vios còn được trang bị 7 túi khí, còn đối với Hyundai Accent chỉ có 6 túi khí mà thôi. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, bởi lẽ vậy nên là cả hai mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios 2021 đều không có những cái sự thay đổi về khả năng vận hành. Cụ thể, mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc vẫn sở hữu một khối động cơ với mã là Kappa 1.4L MPI, sản sinh ra công suất khoảng 98 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 132 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động 6 cấp số và hệ thống dẫn động cầu trước.
Trong khi đó thì đối thủ Toyota Vios vẫn được sở hữu khối động cơ 1.5 lít mã là 2NRFE, sản sinh ra công suất khoảng 107 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm, đi kèm với cụm hộp số vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cầu trước. Như vậy, có thể nói về mặt con số vận hành ở trên giấy tờ thì Toyota Vios đang nhỉnh hơn một chút so với đối thủ đến từ thương hiệu Hàn Quốc về cả dung tích xi lanh động cơ, công suất mã lực và mô men xoắn. Tuy nhiên, sau khi vận hành thực tế hai mẫu xe này trong điều kiện đô thị với trạng thái giống nhau, đều chân ga những giải vận tốc từ 30 đến 40 cây số và bất chợt tăng tốc đột ngột lên 60 km/h, thì cá nhân mình cho rằng hai mẫu xe này đều đem lại một cái trải nghiệm cảm giác êm ái nếu như chúng ta vận hành thong thả và đều chân ga. Còn ở trong những tình huống tăng tốc đột ngột thì mình cho rằng là Hyundai Accent đem tới một cái khả năng vận hành nhanh nhẹn hơn so với Toyota Vios. Tuy nhiên thì khối động cơ 1.4 lít của mẫu xe Hàn Quốc lại kêu khá là to. Cụ thể, khi các bạn đạp sâu chân ga để tăng tốc đột ngột thì vòng tua máy của động cơ bỗng chốc đẩy lên rất là cao, ở ngưỡng trên khoảng 5.000 vòng trên phút rồi mới thực sự chuyển số. Nhìn chung là cá nhân tôi cảm thấy khá là giật cục và không được mượt mà cho lắm. Trái ngược với sự ồn ào và giật cục của Hyundai Accent thì Toyota Vios lại sở hữu một cái khả năng vận hành êm ái và đủng đỉnh hơn so với đối thủ. Ngay kể cả khi các bạn tăng tốc đột ngột giống với tình huống ban nãy của Hyundai Accent đi chăng nữa thì mẫu xe này vẫn rất nhẹ nhàng, êm ái, tiếng động cơ tròn và không quá gắt như đối thủ. Ở trong điều kiện thử thách thứ hai, đó là chạy ở ngoài đường trường, thì hai mẫu xe này đều phải duy trì ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 60 km/h. Sau đó chúng tôi lại bất chợt tăng tốc đột ngột lên những giải vận tốc cao khoảng 100 km/h. Thì cá nhân tôi cho rằng tôi vẫn thích cái cảm giác của Hyundai Accent vận hành hơn. Lý do là mẫu xe này đem tới cho tôi một cái khả năng bứt tốc dứt khoát và nhanh nhẹn hơn so với đối thủ. Lúc này thì khối động cơ 1.4 lít của Hyundai Accent không còn quá gắt và giữ tua lâu như lúc nãy chạy ở trong đô thị. Theo như tôi phân tích thì điều này nó đến từ cụm hộp số 6 cấp của Hyundai Accent, bây giờ nó đã hoạt động ổn định hơn khi có lực quán tính của xe. Điều này giúp cho tôi có một cái cảm xúc vui vẻ hơn, tích cực hơn, cảm giác thể thao hơn khi chạy tốc độ cao ngoài đường trường. Còn đối với Toyota Vios thì khả năng bứt tốc dứt khoát lại là một trong những điểm yếu của mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Ngay kể cả khi có lực quán tính của xe đi chăng nữa, nhưng Toyota Vios vẫn có một cái khả năng vận hành khá là lầm lì và nhàm chán. Lý do được đưa ra là chiếc xe này sử dụng một cái cụm hộp số vô cấp CVT bên trong với cấu tạo của đai truyền và các bánh răng hành tinh. Chính vì vậy mà ngay kể cả các bạn có muốn bứt tốc bất chợt để vượt xe đi chăng nữa thì cụm hộp số này nó vẫn không thể đáp ứng tốt như các cụm hộp số cao cấp kia được. Tuy nhiên, ngoài đem lại một cái khả năng vận hành êm ái, thong thả thì việc sửa chữa và bảo dưỡng cho cụm hộp số vô cấp cũng tốn ít chi phí hơn so với các cụm hộp số tự động thông thường khác. Bên cạnh đó, chính vì cụm hộp số này rất mượt mà khi chuyển số, điều này nó một phần nào đó giúp cho xe tối ưu được khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với vô lăng của hai chiếc xe này thì mình đánh giá là Hyundai Accent đều khá là nhẹ khi mà di chuyển ở trong phố lẫn cả ngoài đường trường ở những giải vận tốc cao. Còn đối với Toyota Vios thì chiếc xe này có một cái phần vô lăng nặng tay và cảm giác có độ lì, độ siết căng hơn so với đối thủ. Còn về hệ thống treo thì mình đánh giá hai mẫu xe này đều tương đương nhau, tức là đều khá là cứng khi mà di chuyển với trạng thái 1 đến 2 người lớn ở trên xe. Khả năng dập tắt dao động ở mức trung bình khá. Còn nếu như chạy full tải, tức là chạy đủ tải thì tương đối đầm và dễ chịu hơn. Ở ngoài đường trường, nếu như chạy ở những giải vận tốc cao cùng với trạng thái là hai người lớn trên xe, cả hai mẫu xe này đều không đem lại một cái khả năng dập tắt dao động tốt, nhưng tương đối là ổn định khi chuyển làn đột ngột và ôm cua ở những giải vận tốc khoảng 60 km/h. Còn đối với độ ồn và mức tiêu hao nhiên liệu thì mình xin phép được đặt những chỉ số đó ở phần phía bên trên màn hình để cho các bạn có thể tiện tham gia theo dõi và so sánh một cách dễ dàng nhất. Vừa rồi là những nhận định và so sánh giữa hai mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios 2021 của Auto Việt Nam. Quý vị các bạn có những ý kiến bình luận gì thì vui lòng chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần phía bên dưới màn hình một cách văn minh và vui vẻ nhất nhá. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.